con xe mắc tiền đây, đây mình quay anh em xem. Set bồ nè anh em không? Set bồ riu. Set này 30 triệu. Đó, mình mua set này. Hàng riu hết nha anh em. Đó. Đó, để mình mua con này để mình gắn đồ, mình gắn qua con CB650. Đó, là CB650 cho nó full đồ. Còn con này á, tại mình mua full đồ nó rất là mắc tiền. Nhưng bây giờ mình bán ra cho anh em á là hả, chỉ có 212 triệu thôi nha anh em. Còn một số đồ chơi cơ bản luôn nha anh em nha. Ví dụ mình chống đổ Torres này mình để lại cho anh em nha. Chống đổ Torres này là 5 triệu một cặp đó nha anh em. Đó, để lại cho anh em hết. Kính đồ để lại cho anh em. Wood ship rồi để lại luôn nha anh em. Wood ship rồi này nọ. Đó, mình chỉ lấy cây bô ra thôi. Đó. Cây bô với lại trợ lực ra để mình sang qua em này. Đó, giờ cái em này có bán nha. Để sang xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Đó. Mình bỏ cái bô độ của em này qua đây luôn cho anh em chơi khỏi tốn tiền luôn nha. Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì lại gặp lại anh em rồi. Thì bữa nay có xe về thì mới quay cho anh em xem. À, như anh em đã thấy rồi. Đó. CBR650R. Rồi, thì mình sẽ đi sâu vào con này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về giá bán của em đó. Là hiện tại mình đang bán với giá 212 triệu biển số Long An. Ồ, cái tờ giấy nãy em để đâu ạ? Rồi, để mình đọc cho anh em thông tin về con xe này ha. Thì xe này là một chủ mua mới từ đầu nha anh em. Một chủ mua mới từ đầu, mua vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. 62A10930. Đó. Một chủ từ đầu nha, mua mới qua ký qua cho mình nha anh em. Đó, mình đọc hết cho anh em thông tin, đầu tiên là thông tin đó. Rồi. Thứ hai là về con xe. Xe này ta sử dụng rất là kỹ, hai chìa khóa zin đầy đủ. Đấy. Đồ chơi rất là nhiều. Đồ chơi như mình đã nói, mình quay rồi đó, đồ chơi con xe này lên rất nhiều nhưng mà mình lấy bớt sang qua để bán thấp giá lại cho anh em. Đó, mình sang qua con xe của mình, đó là em CB650. Đó, sang qua em CB650 full đồ chơi của mình để trưng cho anh em á. Đó. Thì từ anh mình sẽ nghe tiếng bô. Còn cái bô này mình lắp qua đây. Cái set này là nguyên set bô titan, cổ titan nha anh em, bô. Rồi, anh em muốn nghe tiếng bô cho anh em nghe. Và con xe này không có chạy xước gì luôn anh em. Em quay có thể quay cho anh em xem. Không chạy xước thì con xe còn rất đẹp. 12.000 cây. Rồi. Đây, cái nhãn năng lượng còn nè, nhãn hiệu Honda nè, tên thương mại CBR650RA, nhập khẩu 649 xi lanh phân khối á. 649 phân khối nó lộn, theo mình 49 cái xi lanh là chết luôn à. Rồi, rồi đó, rồi. Tiêu hao nhiên liệu của con này tầm 20 cây lít. Đó. Rồi thì giờ cho anh em nghe tiếng bô ha, khỏi chần chờ gì nhiều. Là đã. Đó. Rồi, tiếp theo, con xe này còn những cái gì? Chống đổ Torres, bộ này là 5 triệu một bộ nha anh em. Trên xe có sẵn 5 triệu một bộ. Rồi, tiếp theo. Con này có wood ship. Wood ship chính hãng Nhật Bản nha anh em. Đó. Wood ship này hình như 7 triệu đó. 7 8 triệu đi. Rồi. Cặp kính này, kính zin này còn nha. Kính này anh em mở lên là sáng sáng vậy nè. Kính này kính độ, kính kiểu cho nhìn nó đẹp đẹp, nhìn nó ngầu thôi. Nhìn nó hầm hố thôi. Ừ. Kính zin còn. Rồi, thì xe đuôi zin. Rồi. Mét 6 bi ơi. Đây, mình sẽ cho một mẫu 1m61. Nó 1m6 là hơi quá, 1m61. Vô ngồi thử con xe này. Xe rất là đẹp, mọi thứ luôn, đồ chơi rất là xịn. Lên cái nào có wood ship, có chống đổ Torres. Rồi có bộ độ 1m6, quay cái chân nè. Không mang giày, mang giày vô là ok. Quay, em thấy cái chân không? Bàn chân 5 ngón đó, đó. Rồi, ngồi cảm thấy như sao? Những con này thì chở người yêu rất là ok nha. Chở người yêu thoải mái, nhẹ nhàng. Con này dù nó là Sport City nhưng mà đi nó vẫn mỏi nha anh em nha. Vẫn mỏi nha, chứ không phải đâu. Muốn sướng thì qua em này. Mà em này mà không có bán, tại em này mình vô đồ chơi là hơn 100 triệu. Này thêm cái bô 30 vít nữa. Đây là bô Akamovic. Bô này có giấy tờ đầy đủ luôn nha anh em. Rồi sẵn cho anh em nghe tiếng bô chơi chơi. Con này đi trong phố mới thoải mái. Con này nó vẫn thoải mái. Nó thoải mái hơn những con Sport khác thôi. Còn mà nó vẫn mỏi.
Con này đỡ mỏi nè, để nghe tiếng bô cái. Anh thấy sao? Đó, nghe tiếng bô. Con này mình lên rất nhiều đồ chơi rồi. Đó, con này mình lên cái đuôi MT9 nữa nè. MT9 này, cái miếng này không là 6 triệu mấy nha anh em. Còn cái cây bên hông là mấy triệu nữa. Quay cây bên hông mà quay gì rung. Quay như gà mắc đẻ vậy hứng. Quay rõ cho anh em coi đó rồi. Con này mình lên khá nhiều đồ chơi, mình đã từng quay cho anh em rồi. Chừng nào mình chán thì mình bán sao. Con này để chân vậy đó chứ không có đi đâu. Nhưng mà để cho vui, lỡ cần thiết cái gì còn có xe chạy. Rồi đó, quay một vòng cho anh em xem. Xe rất là mới. À quên, xe này chủ bảo dưỡng là mười mấy triệu rồi nha anh em. Thay nước mát mới, cái bình xịn hơn. Bình 2 triệu mấy á, 2 triệu mấy 3 triệu mình cũng không rõ. Rồi nhớt đồ nhau rồi thay hết mới luôn. Nói chung là vệ sinh mọi thứ sạch sẽ từ A đến Z. Nên xe rất là đẹp. Xe giá này quá hợp lý cho anh em chơi rồi, 212 triệu. Bao ký giấy cho anh em nha. Còn anh em nào muốn rút hồ sơ sang tên thì thêm tiền nha anh em. Đó, bên mình bao ký giấy, xe hải quan chính ngạch rồi. Bên mình Tài Ngọc sẽ bán xe hải quan chính ngạch, không có xe tàu lao nên em khỏi sợ ha. Đó. Rồi, con này có máy ốp, miếng ốp bình xăng rồi nè. Miếng này xe rất là kỹ rồi, anh em nhìn rất là đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy trong clip xe rất là đẹp. Mình quay là có clip thực tế, anh em coi trực tiếp luôn chứ không phải là sao. Đó, anh em thấy không? Xe mua tháng 8 2020. Xe nhãn năng lượng còn đầy đủ luôn. Anh em mua xe này về còn phải cần dán keo nha anh em. Em quay hai ngoại hình. À, mấy 6 vô ngọn CB chưa? Hai con cao bằng nhau mà, đúng không? Nhưng mà con này thoải mái thôi. Ừ, gì ngồi vậy anh em hình dung được rồi. Đó. Rồi gì nói gì nữa đâu. Rồi, tiếp theo là mình mới về nè, có mấy con này chưa rửa nha. À, CB 500R 4.500 cây. Xe này hình như 2021 á. Đó. Con này mình bán 134 triệu. Con này 222 luôn nè. R15 222 chưa rửa nha anh em, mới lấy về thôi. Mình bán 50 triệu nha anh em. Mẫu này là mẫu 221 nhưng mà đăng ký 22, mua năm 22, còn sổ bảo hành đầy đủ luôn, một chủ đập thùng luôn. Một chủ mua mới, con này cũng vậy. Một chủ từ đầu. Một chủ mua mới luôn á. Đó, hai con này chưa rửa rồi ấy sao, anh em nào mua thì liên hệ mình. Chưa có vệ sinh, chưa có rửa ráy gì hết, mới lấy tất thì là một tiếng trước. Đó, chủ yếu bây giờ quay em CBR 650R này cho anh em xem thôi. Rồi, Hưng quay một vòng ly từ từ cho anh em ngắm mọi thứ rồi cho nó rõ nha. Anh em mà ngắm không thật được là anh em qua sẵn địa chỉ mình nha, 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em ký đầu Hưng luôn nha anh em nha. Cứ liên lạc Hưng nha. Hưng là cameraman á, chuyên thợ làm xe rồi chuyên cameraman luôn, chuyên cua gái giùm luôn nha anh em. Rất là đẹp. Nói chung là mình coi xe hết rồi là chỉ có thể là đẹp thôi. Từ cái gác chân, từ cái anh em mua về, giá này là quá hợp lý, không thể nào hợp lý hơn rồi anh em à. Bên mình bán xe là phải chuẩn chỉnh lại vui vẻ hòa đồng với anh em. Bên mình bán xong là có hỗ trợ bao quay đầu nè, có hỗ trợ bảo dưỡng, bảo trì bảo dưỡng nè. Bất kỳ những xe mình bán là mình đều có thể mua được phụ tùng mà mình mới bán nha anh em nha. Và mình chỉ làm cho xe mình làm cho xe của mình bán ra có ưu đãi. Và xe ở ngoài tới thì mình chỉ hỗ trợ nhận thay nhớt, thay lọc nhớt và thay những cái linh tinh thôi. Còn mà về mà hỗ trợ nhiệt tình như xe mình bán ra thì mình không có hỗ trợ. Tại vì xe mình bán ra hỗ trợ đã nhiều rồi, thì anh em tới đây giao lưu vui vẻ. Xe ngoài thì anh em tới thay nhớt, thay đồ để chơi vui, giữ xe đồ mình hỗ trợ hết nha. Còn mà mối về mấy cái phụ tùng mà order thì mình chỉ order cho xe của mình bán ra thôi. Rồi tới cái bên xe, anh em hay hỏi cái bên xe. Cái bên này á thì mình đã xài biết bao nhiêu năm rồi. Đó, thì cái này là thợ, mình đặt thợ làm anh em. Mình đặt thợ làm. Thì cái bên này á mình bán 1.3 triệu là bên ba bánh. Đó, xe bên mình xài bao nhiêu năm rồi. Thì á cái bên này có thể bên gấp, mình thiết kế hai cục này có thể bên gấp, có thể bên cái xe nào mà có ốc bên thì bên ốc bên, không có rồi bên vô cái gấp. Đó. Rồi thì cái này á thì mình ở nhà mình dễ di chuyển. Đó. Đây. Anh em muốn mua thì cứ liên hệ cho mình, thì chỉ có 1.000.000 thôi anh em à. Đó, ở nhà người già trẻ em á, người ta có thể di chuyển rất là gọn gàng, xây 360 độ. Đó, giữ đứng lại. Đó. Lỡ mà người nhà người ta muốn di chuyển nó dễ, chứ người ta dắt thì nó nặng. Đó, di chuyển rất là dễ, rất là nhẹ, thấy không? Một tay nè, lắc qua lắc lại nè. Đó, mình sắp nó vô vị trí nó cũng dễ hơn là cái bên kia. Đó. Ở nhà này mình xài 5 năm rồi chưa thấy hư nha, 4 năm rồi, 4 năm mấy 5 năm mà chưa thấy hư.
Còn một cái bên mình đặt làm huyền thoại nhưng mà cái bên nó không di chuyển được. Mấy bên này cũng không bán. Nhưng mà mình lưu ý đi, anh em mua cái bên ba bánh đi cho nó ok. Huyền thoại nè, 7 năm mấy, gần 8 năm rồi, có thể 10 năm luôn. Tại cái này á, từ thời lâu lắm rồi. Từ thời mình còn nhỏ là đã có rồi đó, là xài tới bây giờ luôn, không hư á. Tại vì sắt mình đặt là sắt đặc, sắt đặc á anh em. Còn á, mình có mua những cái bên ở chợ Tân Thành thì nó rẻ hơn, nó rẻ hơn. Nhưng mà xài vài bữa là nó hư bánh xe nè, hư bánh xe rồi mối hàng nó gãy, lại sắt nó giòn, nó gãy hết trơn à. Rồi thì không nói nhiều nữa, anh em nào mua con xe này thì cứ liên hệ mình đó, liên hệ mình nha. Số điện thoại 0916640653 ở đây. Rồi địa chỉ là mình ở phường 10 quận 6 nha, 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10 quận 6. Anh em có thắc mắc gì nha đó, rồi anh em nhớ theo dõi bay cái bay Facebook tên là Minh Biker hoặc là Zalo. Anh em vô Facebook anh bấm cái bay Minh Biker là ra, mình hay cập nhật xe về thường xuyên là mình sẽ cập nhật ở trên đó, xe nào về, xe nào về, xe nào bán là mình cập nhật trên đó. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Minh đó, đó là những gì Minh review cho anh em xem. Thì những cái con này bảo trì bảo dưỡng của nó cũng nhẹ lắm, không có nặng đâu nha anh em. Bốn mấy dòng này là đi khỏe, đi nhẹ nhất, rẻ tiền, mau lành bệnh, nhẹ nhàng. Nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng 1000, thì dĩ nhiên 650 thì không mạnh bằng 1000 nha anh em. Bốn mấy hầm hố anh em chơi vậy là đủ rồi, nó nhẹ tiền. Chứ bây giờ anh cho em chơi cá mập hoặc là anh em chơi R1 thì bảo trì nó nặng tiền, đồ phụ tùng nó cũng nặng. Thì con này nó nhẹ chơi cũng ok nha anh em nha. Còn về mà anh em hỏi Sport City có mỏi không, mình trả lời là có. Tại vì dù sao nó vẫn là Sport, còn muốn đỡ mỏi thì qua nắp đó. Rồi vậy nha anh em ha, có gì không hiểu thì anh em cứ comment trong clip, thì mình sẽ làm một cái clip mình sẽ giải thích hết toàn bộ cho anh em mua xe của mình hoặc là tham khảo. Rồi còn những anh em mà phải nói sao, những anh em mà nhắn tin mình không trả lời kịp á, thì ở trên đây là mình xin lỗi anh em trước. Tại vì nhiều khi công việc nhiều quá mình không có chết kịp tin nhắn, hoặc là mình bấm vô cái mình không kịp trả lời, nó nhiều quá anh em. Hàng ngày mình hả 40-50 người nhắn tin luôn không trả lời kịp, cái đó là sự thật. Còn cái mình trả không kịp là anh em giận mình chịu, mình xin lỗi anh em trước ở trên cái clip này. Rồi sẵn luôn mình nói về cái vấn đề rút hồ sơ, thì hiện tại công an nó đang bàn giao từ xã xuống huyện, huyện xuống xã, cơ cấu đổi cho nên rút hồ sơ rút được, nhưng mà nó sẽ hơi lâu. Anh em nếu chờ thì rút, còn không chờ thì mình cứ quyền mình đi, rồi thời gian sau mình rút sau đó. Bây giờ rút hồ sơ nó hơi lâu nha anh em, bất kỳ ở đâu cũng vậy nha anh em nha, chứ không phải là shop mình, bất kỳ shop nào cũng vậy và bất kỳ công an chỗ nào cũng vậy, anh em tự đi rút nó vẫn lâu. Rồi ok, cảm ơn anh em, thân ái và chào tạm biệt.